Thưa quý vị, dự án khu dân cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đang đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Hôm nay, 33 hộ dân thôn Làng Nủ đã tổ chức bốc thăm, lựa chọn vị trí nhà ở tại khu tái định cư. Để dự án về đích đúng hẹn, ngoài sự nỗ lực quyết tâm của binh đoàn 12, các lực lượng khác còn có sự góp sức của chính quyền và người dân địa phương. Những ngày này, trong ngôi nhà của ông Nguyễn Xuân Thịnh cũng như nhiều gia đình khác luôn đông vui náo nhiệt. Dù điều kiện còn thiếu thốn, nhưng ông Thịnh vẫn dành trọn tầng 1 của ngôi nhà sàn thành nơi nghỉ ngơi sinh hoạt cho các tổ đội công nhân đang thi công dự án khu dân cư Làng Nủ. Với ông, đó là niềm vui khi được góp sức vào công trình đặc biệt ý nghĩa này. Sắp xếp cho ăn cho ở cho anh em để thuận lợi hơn, để anh em khỏi lo nghĩ về gia đình và cả cuộc sống, và để anh em yên tâm thi công hơn ở trên công trình. Tất cả ở đây thì cũng là yên tĩnh, đi lại các thứ là cũng là thuận lợi để tất cả công nhân luôn là thi công túc trực là suốt ngày mưa nắng, không quản ngại gì thi công cả. Không chỉ bố trí chỗ ăn ở, người dân còn phân công nhau làm công tác hậu cần, giúp bộ đội có thêm thời gian nghỉ ngơi. Nhiều người thường xuyên có mặt tại công trường để chung tay góp sức, hỗ trợ thi công. Trong quá trình hoàn thiện, binh đoàn 12 thường xuyên lấy ý kiến của người dân để những ngôi nhà mới vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, vừa phù hợp với kiến trúc, phong tục tập quán của đồng bào Tày nơi đây. Và bà con nhân dân thì rất là phấn khởi. Thường ngày thì bà con nhân dân cũng bố trí thời gian lên trên đó để cũng có những cái ý kiến đóng góp về cái việc trong quá trình xây dựng để cho đơn vị thi công sẽ từng bước rút kinh nghiệm. Thế và cũng như là thảo luận với bà con trong cái việc là xây dựng ngôi nhà theo bản sắc truyền thống thì hợp lý nhất để sau này người dân được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Những lời động viên, những món quà như thế này được người dân Làng Nủ thường xuyên đem đến tận công trường để tiếp sức cho cán bộ chiến sĩ, công nhân trong quá trình thi công dự án. Được sự hỗ trợ của bà con, chính quyền, nhân dân địa phương bằng những lời động viên và có những cái món quà lên thăm hỏi cán bộ nhân viên chiến sĩ thiết thực, đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành trước 22 tháng 12 nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo kế hoạch, hơn 1 tháng nữa những căn nhà sàn đẹp, an toàn sẽ hoàn thành, giúp người dân Làng Nủ an cư lạc nghiệp. Ngôi làng mới được hình thành sẽ mang tên Làng Hạnh Phúc. Đây cũng chính là biểu tượng sức mạnh tinh thần đại đoàn kết của dân tộc, trong đó có tình cảm quân dân gắn bó, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.